Là anh em ta là cái gì đây? Cái gì vậy? Anh em ta là củ khoai tây. Anh em ta là cái gì nào? Anh em ta là con gà xào. Ê, trời, tào lao. Anh em mình là củ su hào chứ thì con gà xào là cái gì tào lao? Ôi trời, có câu hát của anh em mình thôi mà dịch cũng hát sai nữa, thôi nghỉ chơi với dịch đi rồi. Đi đi, anh em mình đi anh ra hát chơi đi, đừng chơi với dịch. Thanh tịnh là tôi biết cái gì thì tôi hát cái đấy chứ bộ. Hey mấy bạn ơi, như anh em đã thấy thì hôm nay nè, mấy bạn thấy không? Ở chỗ này đang tập hợp đủ ba anh em tốt. Trời em khoan từ, hình như thiếu người phải. Thiếu cây ron nữa bạn ơi. Trời trời ơi, nhưng mà cây ron đâu có trong series này đâu mấy bạn. Hôm nay mình xin giới thiệu với anh em một series mới của Phong Cận TV, đẹp trai nhất hành tinh vũ trụ thế giới điện ảnh Mini World. Đó chính là series siêu nhân tứ trụ mọi người ạ. Đấy, bây giờ bọn mình sẽ thể hiện trình độ siêu nhân của bọn mình. Bọn mình biến hình cho các bạn xem này nha. Ok ok. Rồi khoan từ, để kiếm cái chỗ nào đẹp đẹp để biến hình đi. À chỗ này nè, chỗ này nó có cây có hoa nè. Đứng chỗ này biến hình đẹp hơn mọi người ạ. Ok. Hey, anh em xem mình nha. Nè, dịch với đô coi em biến hình nè. Hey, siêu nhân xanh biến hình. Bạn ơi, bạn thấy bộ đồ của mình đẹp chưa? Xin giới thiệu với mọi người, mình chính là siêu nhân xanh đẹp trai nhất, gọi là biệt đội siêu nhân tứ trụ mọi người ơi. Đấy, bạn thấy bộ đồ mình ngầu chưa? Bộ đồ của mình là được làm bằng gọi là sắt thép, rất là cứng cáp luôn, không có cái gì có thể bắn xuyên thủng được đó. Ghê chưa, ghê chưa? Ok. Bây giờ tới lượt dịch đi. Ok, anh dịch, anh biến hình thử cho bạn xem đi. Thôi, biến hình gì dăm ba, siêu nhân xanh nách có 10 tấn thôi, biến thành cái đống sắt thép mà làm sao đọ với cả dao bằng kim được. Nhìn đây nè. Ok. Em hy cha, siêu nhân vàng đẹp trai nhất làng. Phong Cận nhìn ơi. Chưa, nhìn cho nhìn ghê chưa ghê. Trời ơi, biến hành siêu nhân gì đâu mà nhìn vàng từ đầu đến chân y như là cái chuối vậy. Cái này siêu nhân chuối à? Chuối cái gì mà chuối? Giới thiệu với cả Phong Cận và Siro và bộ những người anh em ở trong gọi là siêu nhân tứ trụ. Giới thiệu các bạn, mình là Mr. Nhật đến từ team Hego, mặc bộ giáp được làm từ vàng cộng với cả titanium. Ghê nhờ. Hay là từ sắt, từ thép. Mấy bạn ơi, mấy bạn thấy bộ đồ của mình với bộ đồ của anh Dịch, bộ đồ ai ngầu hơn? Bộ đồ, à quên, hồi nãy anh Dịch nói bậy nha. Em là cá mập biển xanh siêu nhân xanh, chứ không phải là nách có mùi tanh siêu nhân xanh nha. Dịch nói tào lao. Nách có mùi tanh siêu nhân xanh, trai nhất làng siêu nhân vàng. Bây giờ là có hai siêu nhân rồi nè, bây giờ còn một siêu nhân nữa. Tới lượt là Siro đi. Ok, anh Râu, anh biến hình thành siêu nhân cho bọn em xem coi. Ôi trời ơi. Trời ơi, khẩu hiệu biến hình thành siêu nhân của hai người kém. Nhìn khẩu hiệu của tôi nè. Thôi, siêu nhân đen, chàng trai bao người thèm. Trời, siêu nhân đen, chàng trai bao người thèm, tào lao, biến hình đi ông. Ok. Thấy gì chưa? Đây là bộ giáp của siêu nhân đen làm từ uranium đó. Trời ơi. Dịch, em nói Dịch nghe nè, cái bộ đồ siêu nhân của anh em mình á, nó có màu xanh với màu vàng, nhìn còn đẹp ha. Bộ đồ ông Rô nhìn đen thui lùi y như cục than á, có chỗ nào đẹp anh? Cái gì vậy? Ai biết đâu, trời ơi, nó kêu là giáp của nó làm từ uranium, đẹp trai gì, với bao nhiêu người thèm gì á. Trời ơi, vậy mà cũng mày đặt khoe. Ủa mà khoan, cái kiếm của Dịch nè là màu vàng nè, cái kiếm đằng sau lưng em là màu xanh nè, vậy sao Rô là màu đen mà cái kiếm của Rô cũng màu xanh vậy? Cây kiếm này hả? Cây kiếm này là cây kiếm điện quang ba. Ơi tàu lao, ông ăn cắp kiếm của mèo Simi đúng không? Cái màu này là màu của mèo Simi nè. Trời ơi. Biến hình mà cũng... Ủa mà khoan, mày chắc chắn kiếm Simi nè. Khoan, từ mọi người ơi, tự nhiên nhắc đến mèo Simi em mới nhớ ra, từ nãy giờ chỉ có mới có ba anh em mình biến hình ha, mà trong khi bọn mình là gọi là siêu nhân tứ trụ mà, chứ không phải là siêu nhân ba trụ đâu. Tất nhiên là còn thiếu một người nữa. Ờ đúng rồi, còn người thứ tư đâu? À Sim kìa. Trời ơi, từ nãy giờ quên không để ý đến Sim luôn mọi người ơi. Rồi, đi qua coi Sim đang làm gì. Trời ơi, hôm nay mọi người biến hình đẹp dữ vậy hả? Trời ơi. Tất nhiên rồi, hôm nay là anh em bọn tôi biến hành gọi là biến hình thành siêu nhân để cùng nhau gọi là đi diễu hành ở trong làng. Người ta gọi là gì ta? Đi bảo vệ làng, đúng rồi, đi bảo vệ, đi vòng vòng ở trong làng để coi có kẻ xấu gì không đi tấn công nè. Ôi Sim hôm nay Sim có cái cây trong lạ quá. Hả? Gì đâu, cây gì đâu? Đây nè, cái gì mà tròn to vậy? Ui, trời ơi, cái cây gì đâu mà nó có cái miệng, nó có cái răng này, trên đầu nó còn có sừng nữa nè. Ôi, cái cây này có người yêu cũ chắc luôn à. Trời ơi, trời ơi, nó hôn cái cây gì vậy? Ê, tào lao, đi ra.
đi ra đâu. Trời ơi trời tào lao. Ủa mà cái cây này là cây gì vậy Dịch? Dịch biết không? Ai mà biết được. Đó, cái cây này anh nhìn thoáng qua không nhận ra, nhưng mà sau khi anh nhìn kỹ vào cái đôi môi cộng với cả cái bờ răng của nó thì anh đã nhận ra là nó chính là một cái giống cây hoa ăn thịt người xuất phát từ khu rừng rậm Amazon. Nó sẽ ăn thịt tất cả những cái gì nhét vừa cái mỏ nó luôn. Cái gì ghê quá vậy? Trời ơi mấy bạn ơi, cây ăn thịt người. Trời ơi, mèo Simmy dễ thương như thế mà lại nuôi cái cây ăn thịt người đáng sợ mọi người ạ. À. Trời sao Sim mình cảm giác Sim nguy hiểm quá bạn ơi. Ủa Sim, tự nhiên Sim nuôi cái cây này chi vậy? Trời ơi, mọi người nói gì vậy? Nhìn nó dễ thương gần chết luôn này đó. Trời ơi, nhìn nó dễ thương quá trời quá đất luôn. Với lại à, con này dù anh Dịch bảo thịt người nhưng nó sẽ giúp gọi là tôi gọi là ăn mấy con gián này, với lại mấy con mà hay phá quán của tôi nè, hợp lý không? Đó. Nào đâu, em bảo ăn thịt người hồi nào. Cái này nó là ăn cây hoa ăn thịt. Tức là nó sẽ ăn tất cả những gì nhét vô cái mỏ nó luôn á. Dán dọc á, chúng ta nhét được vô hết. Nhưng mà không được ông. Em mà nuôi nó lớn lên, đến lúc mà nó to lên nó cạp vừa cái đầu em, ăn luôn em sao? Ủa, vậy đây, vậy có nghĩa là cái cây này nè, cái gì mà nhét vừa cái miệng nó là nó sẽ ăn được cái đó hả? Đúng rồi, thì cần cái gì nhét vừa vô cái mỏ nó nhưng mà phải là thịt thì nó sẽ ăn luôn cái đó luôn. Trời ơi, không được ông Sim, tôi nói bà nghe nè, lỡ đâu bà nuôi mai mốt nó to bằng cây ron đi, chẳng hạn nó to bằng cây ron đi, là cái miệng của nó sẽ cực kỳ bự luôn, hiểu không? Xong nó hả miệng ra cái nuốt bà vô bụng mà biến thành bộ xương luôn. Cái gì cây vậy? Trời ơi, thôi một cái tàu lao quá, em thấy nó dễ thương gần chết rồi, bà qua đây chù nó đúng không? À, vậy thôi. Vậy thôi, nói chung là thôi, nói không nghe thôi, kệ đi Phong ơi, cho Sim nuôi. Rồi mốt mai bữa cây nó lớn nó nuốt thì mình nó biến thành cây Weibo. Ok. Anh em mình bây giờ đi vòng vòng đi bảo vệ làng thôi. Rồi đi từ sáng giờ đi được 5 phút rồi thấy cũng mệt chứ thôi. Ai về nhà nấy đi ngủ ấy mọi người. Thôi tôi cũng về nhà tôi ngủ đây. Thôi đi về ngủ đi. Quay cái ông kia ông vô nhà tôi ông nội. Đâu? Đâu? Đi về. Vô chơi game, vô chơi game. Tào lao, ông có máy tính ở nhà ông tự chơi game thì ông vô nhà tôi ông lấy máy tính tôi chơi game sao? Đi về nhà. Thôi mấy bạn ơi, bây giờ mình nghĩ rằng là mình sẽ phải vào nhà mình nghỉ ngơi xíu đây. Từ sáng giờ đi vòng vòng trong khu làng 5 phút rồi, mệt muốn chết luôn. Trời ơi, làm việc được 5 phút rồi đó, giờ phải đi ngủ thôi. Trời ơi, ngủ tầm một ít chút xíu thôi. Ngủ tầm 2 tiếng sau dậy làm việc thêm 5 phút nữa. Ok, đi ngủ nha. 2 hours later. Tần tần la 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 tần 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 tần. Ê trời đất ơi, hôm nay trời đẹp quá đi, không khí trong lành như thế này, vừa một buổi tuyệt vời như này thì chúng ta sẽ phải làm gì? Thưởng thức một chiếc bánh hamburger cực mạnh mình đã khổ công làm từ sáng giờ. Ê trời ơi. Trời ơi, ngửi cái mùi nó thơm vô. Tìm cái gì đẹp ngồi. Ui rồi. Thôi bây giờ mình sẽ tận hưởng cái cảm giác sung sướng này. Ăn hamburger mình không ai chăn dằn với mình cả. Mình đi thiếu gì ta? Chết đâu. Ăn hamburger mà không có mayonnaise, Lisa không có tương ớt thì không ngon. Thôi vô lấy. Later. Đây rồi, trời ơi tương ớt đây rồi. No. Cái hamburger mình vừa để đây đâu ta? Alo, tôi vừa để đây mà làm gì quay quấy đâu ta? Ủa sao tự nhiên lại mất hamburger ấy? À, chắc là mấy thằng ở trong làng này, thằng Phong hoặc thằng Rô lấy trộm của mình rồi. Mày chết phải không? Phong đâu? Rô đâu? Lấy bánh trả bánh rồi. Alo. Hay trời ơi là trời, mấy bé heo mà mình nuôi biết bao nhiêu năm tháng, bây giờ mấy em ấy cũng đã lớn hết trơn rồi mấy bạn ơi. Đây, xin giới thiệu với bạn, đây là những bé heo, những cục cưng của mình mới vừa nuôi được mấy tháng mọi người ạ. Đấy, bạn thấy mấy bé heo nhìn dễ thương không? Đấy, người ta nuôi heo để làm thịt, còn Phong là Phong nuôi heo để làm thú cưng nha các bạn nha. Đấy, bạn thấy mấy bé heo nhìn cute phô mai que mấy bạn đó, nó đang ngủ nè, nó nhìn mình thấy không? Meo thằng này. Nó đang nhìn mình bằng một ánh mắt cực kỳ say đắm. À khoan từ, hình như trong mắt mày đang nói ra điều gì đó. Mày coi chừng mày chết với tao nha mày. À đúng rồi ha, hồi sáng giờ hình như mình chưa cho bọn nó ăn mấy bạn ơi. Trời ơi quên mất. Thôi không cho mấy bé heo ăn ha, là mấy bé heo sẽ bị tụt ký không được. Mình phải luôn luôn cho bé heo gọi là được 100 kg. Đó ok, bây giờ mình phải vô lấy. Đợi anh tí nha, anh vô anh lấy cám ra cho mấy đứa ăn nha. Mấy đứa phải tăng lên 100 kg cho anh nha. Ok, để vô lấy cám nè. Many minutes later. Lơ, anh em cám ra cho mấy em ăn đây. Mấy bé heo của anh ơi. Trời ơi là trời, cái gì vậy? Bé heo ơi. Úp, trời mấy bạn ơi, mấy con bé heo của mình nó bỏ mình đi đâu mất tiêu hết rồi. Trời, rõ ràng hồi nãy là mình còn thấy một đống bé heo trong chuồng mà sao giờ không còn con nào vậy? Bé heo ơi, mấy con đâu hết rồi? Trời, bé heo của tôi bị ăn trộm mất tiêu hết rồi bạn ơi, còn có mấy cục phân à. Trời ơi trời. Bé heo của tôi, trời ơi trời.
Trời ơi, nuôi mấy bé heo biết bao nhiêu năm tháng trời, bây giờ mấy bé heo mới mập được lên tí, mà đứa nào nó ăn cắp mất của mình nữa bạn ơi, phải đi báo công an mới được. Đi báo công an vì có ăn trộm mấy bé heo của mình đó bạn ơi. Mà khoan, mình mặc cái bộ đồ này đi báo công an thì nhìn nó hơi kỳ, phải biến lại trở lại bình thường mới được. Hỡi, biến lại bình thường. Hey, rồi ok, xong rồi bạn ơi, bây giờ đi báo công an thôi. Mấy bé heo của tôi giờ còn có mấy cục phân heo à. Trời ơi trời, chú công an ơi. Tomorrow. Hey, hôm nay em triệu tập mọi người tới đây là để chúng ta sẽ cùng nhau gọi là tiếp tục với cuộc họp của các siêu nhân trong tuần vừa qua, mọi người đã làm được những gì. Thì hôm nay nè, này thì anh Dịch này nghĩ sao vậy? Người ta đang họp mà ăn mà đi ăn dụng trời vậy. Ai anh dụng cái gì mà anh dụng, vợ nói luôn nè, em định họp trong tuần vừa rồi chúng mình làm gì không, anh khai báo trước là trong tuần vừa rồi anh đất làm cái gì hết luôn á. Trời ơi là trời, cái gì vậy Dịch, tại sao anh lại dám gọi là ăn dụng trong giờ làm việc, rồi anh còn nói là anh không làm được gì trong tuần vừa qua, vậy thì anh làm siêu nhân làm gì nữa, anh trả đồng hồ siêu nhân đây. Ơi giờ anh nói cho em biết luôn nè, tính ra là anh chưa bao giờ anh thấy cái bộ tứ siêu nhân nào mà bẩn như cái bộ tứ của mình luôn á. Tính ra là bây giờ toàn bộ dịch bệnh các thứ nó phủ khắp nơi, chắc là yêu quái nó chết hết luôn rồi. Nguyên tuần vừa rồi không có báo động gì cả, không có ai gặp nguy hiểm cả, không có ai cần trợ giúp cả, không ở nhà ăn khi làm gì. Trời ơi, cũng đúng ha, tính ra Dịch cũng nói đúng mấy bạn ơi, là trong tuần vừa qua mình cũng không thấy có con yêu quái nào xuất hiện hết trơn á, ngoài cái chuyện gọi là mấy con bé heo của mình bị bắt cóc thì không thấy một cái vụ nào hết. Hay, mà sao kỳ quá ta, đến tận bây giờ mà vẫn chưa tìm thấy được mấy bé heo của mình nữa bạn ơi. Ôi, rồi ông nào để cái cục phân lên trên bàn đây. Trời ơi trời, cái này chỉ có rô này, chống ai hết, chọi mặt ông nữa. Đồ vô trong quá. À mà khoan đã, rồi anh hãy nói cho em biết trong tuần vừa qua anh đã làm được cái gì để giúp đỡ cho bà con đất nước làng Hero Team. Trời ơi, anh đâu giống như anh Dịch, ông Dịch ăn hàng ở không suốt ngày. Còn anh hả, anh làm những cái vĩ đại hơn, những cái to lớn hơn, những cái giúp ích cho nền văn minh xã hội con người tiến hóa lên một bậc mới. Rồi ok tôi biết rồi, vậy rốt cuộc ông làm được cái gì? Ai mà biết được. Trong tuần vừa qua anh đã bắt được 5 con gián giết chết 5 con chuột ở trong làng của mình, và tổng số trong 38 con gián và 35 con chuột ở trong làng Hero Team. Trời ơi là trời, ông làm siêu nhân cái kiểu gì mà ông suốt ngày ông chỉ có đi giết gián với giết chuột vậy, vậy ông làm siêu nhân làm gì nữa? Thôi tôi mệt quá, chắc giờ tôi tịch thu đồng hồ siêu nhân của mấy ông, với mấy ông làm siêu nhân mà mấy ông không làm được cái gì cho bà con ấy hết. Tôi thông báo cho mấy ông nè, trong tuần vừa qua tôi đã biến thành siêu nhân để tôi đi lụm ve chai giúp cho bà con làm sạch ngôi làng. Ông đi, ông khác thì bọn tôi đâu. À, trời, tính ra là em á ha, là em còn có giúp mọi người, là em đi lụm ve chai làm cho giờ lụm mấy cái rác ở trong làng để cho người ta nó sạch sẽ cái làng, hiểu không? Còn mọi người chỉ biết gọi là đi giết gián, giết chuột, đi ăn. Trời trời, không có giúp được gì cho bà con. Mà cũng đúng mấy bạn ha, dạo này không có thấy con yêu quái này xuất hiện, cho nên anh em mình thất nghiệp mất tiêu rồi, không có yêu quái gì để tiêu diệt hết trơn á. Riết rồi không còn tiền để ăn luôn bạn ơi. Thôi em nghĩ là bây giờ bọn mình gọi là cuộc họp kết thúc tại đây đi. Ủa mà khoan, từ nãy giờ thấy hơi gắn thiếu thiếu gì phải. Ủa nãy giờ hả? Ủa bên này nè, Simi đâu? Ủa Simi đâu? Ủa Dịch? Xong, tính ra là nó không bắt gián, bắt chuột hay là ăn vụng giống như anh em mình luôn á. Giờ nó ở nhà nó ngủ luôn rồi, trốn họp rồi. Trời ơi, Simi trốn họp hả? Trời ơi bạn ơi, làm siêu nhân mà như vậy là không được rồi. Mà còn là con gái con lứa mình gọi là suốt ngày ngủ. Rồi phải qua bên nhà Sim gọi là bắt Sim gọi là phạt đền cho anh em mình 100 cái bắt kem. Đi rồi, okay. Đi kiếm tiền đi phạt rồi. Ê, anh em mình nói nghe nè. Tính ra anh em mình dạo này thất nghiệp rồi là không có tiền ăn, hay là giờ mình qua mình kêu là vì lý do Simmy gọi là trốn hợp cho nên Sim sẽ phải bị phạt 100 cái bánh kem. Mình đem bánh kem giùm ăn cho hết tháng này. Hợp lý. Đi. Bánh kem lắm, qua rồi, le. Trời ơi trời, vậy là có bánh kem ăn rồi, khỏi lo chết đói. Hay, phải qua lãnh thưởng bánh kem mới được, trời ơi là trời. Trời ơi anh em ơi. Cái lần này Simmy trang trí theo phong cách gì mà cửa hàng trông lại? Ủa anh em ơi, bộ tới Halloween sớm vậy hả? Hay sao mà Sim trang trí gì mà trước nhà Sim có quá trời cây ăn thịt người vậy mọi người? Ủa bạn, hôm nay... Thôi, không phải đâu. Cái cây ăn thịt người này nó mọc quá đó. Đúng rồi anh. Anh có nhớ tuần trước Simmy có nuôi một cái cây ăn thịt người nhỏ nhỏ không? Cây ăn thịt người nhỏ nhỏ hả? Ôi, nhưng mà anh nhớ là cái giống cây này hình như là nó càng ăn vào nó càng phát triển lên, sau đó là nó sẽ mọc ra các kiểu nhánh rễ và nó mọc ra các cây con á. Trời, vậy là cái cây ăn thịt người nhỏ nhỏ mà lần trước Simmy đem về nhà nuôi, bây giờ bọn nó lớn lên là nó sinh sản ra nhiều vậy luôn ha anh? Thôi, mấy cái con này á, nó chỉ cần được ăn uống đầy đủ thôi, nó phát triển nhanh lắm, nó mập lên nhanh lắm như Timmy luôn. Trời ơi, cái gì cơ vậy trời? Có khi nào mai mốt nó to bằng Timmy rồi nó nuốt luôn anh em mình vô bụng không? Vậy là không được rồi. Trời ơi, nó nuốt luôn á, thậm chí sau này nha, em biết không, với một số loại cây đột biến á, sau này nó to lên á, nó còn có khả năng là ăn đất nè, ăn đá nè, ăn luôn xác luôn á.
Trời, ăn sát luôn hả? Giờ vậy là không được rồi. Nhà luôn. Trời. Khoai, mấy cái này để sao đi, giờ vô cứu chim trước mấy ba sẽ bị ăn thịt giờ. Không được đâu. Bây giờ mình chui vô là em nhìn không? Cái cây kia bây giờ đủ một cạp của nó là đứt cái đầu mình rồi á, không sao vô được. Ừ đúng rồi, em nói anh Rô nghe nè, bây giờ bọn mình mà chạy vô á, chẳng khác nào á là bọn mình nhảy vô miệng bọn nó cho bọn nó ăn thịt mình, hiểu không? Bọn nó đứng đông như thế này mà, bây giờ làm cách nào để qua được đây giờ ta? À bây giờ anh có cách rồi, Phong ơi, bây giờ anh em mới mười một chân một tay ném Rô luôn trước, cho cây nó ăn trước anh em mình vô sau. Ê, rồi, em nói Rô nghe nè, bây giờ bọn mình phải cứu được Simi thì anh Rô phải hy sinh thôi, Rô vô cho bọn nó ăn thịt luôn trước đi. Trời. Tào lao, ủa chứ cơ bộ giáp làm gì sao miếng hình đi mấy má. Ha, tính ra bọn mình là siêu nhân mà ta. Quên luôn á trời. Ok, ê, bộ ba siêu nhân tập hợp, nhanh lên, trời. Nhanh lên, lên. Ok, hey, bộ ba, mình phải hát như thế nào đây, bình thường gọi là siêu nhân tứ trụ, giờ còn có ba đứa. Hey, siêu nhân tứ trụ, trừ một người, biến hình, hey. Rồi ok bạn ơi, như thế là tứ trụ gọi là trừ một người ra là tứ tam, anh em bọn mình đã nhầm tứ tam là sao ta, tam trụ bọn mình đã biến thành siêu nhân rồi bạn ơi. Bây giờ mấy con yêu quái tụi mày chết tụi mày với tao. Ủa mà khoan, bây giờ mình lại phải làm gì anh, mình biến thành siêu nhân giờ mình làm gì đây? Biến thành siêu nhân thì rút đồ á mà quýnh lộn với nó, vũ khí của em đâu? À quên vũ khí của em đây. ok để em. Mấy con cây ăn thịt người kia mày thấy gì trên tay đâu mày? Đây chính là cái cây rìu siêu cấp vô địch thế giới của tao. Chỉ cần một quẹt thôi là tụi mày chích queo hết. Hãy xem đây. 2, 3, quẹt. Ồ, bay lên trời luôn. Nó bay mất tiêu luôn rồi mọi người ơi. Rồi ok, mày luôn nè, tụi quẹt mày luôn nè. Mày hả mày, cút đi. Ok, con này luôn, mấy con ở đây luôn. Mày hả mày. Mày hả mày. Rồi đi hết trơn rồi. Thôi, mày nhìn em bọn mấy cái cây mà giống chơi bóng chày. Hả, đi. Tào lao, em quýnh cho nó bay ra chỗ khác á thì mình vô mình mới cứu xem được. À, anh coi nè, bây giờ em quýnh thử cái nè. Rồi sao mới tới giật bay luôn. Nhìn đây, siêu nhân nắm đất, một lần duy nhất. Tôi chết queo rồi. Chết queo. Rồi siêu nhân kiểu gì vậy em nội? Ơi, Tào ơi. Hả gì anh? Siêu không có trong nhà. Đi, siêu không có trong nhà hả? Cái gì vậy? Tại sao lại không có siêu trong nhà? Oh no, lần. Rồi xong luôn, không thấy luôn. Trời ơi, để chú vô trong toilet coi có khi nào Sim sợ, Sim núp trong toilet không. Rồi không có luôn, trời ơi, chết rồi Rô ơi. Simmy bị mấy con yêu quái nó ăn thịt rồi Rô ơi. Tào lao, Simmy ăn sao anh bị ăn thịt, cho con yêu quái nó ăn thịt rồi. Bởi vì cái miệng nó sao nhai được vừa cái người Sim mới nhai được cái đầu mà. Vậy giờ sao? Vậy có nghĩa là Simmy đã bị bắt cóc. Đúng rồi, Simmy bị bắt cóc rồi, bởi vì nhá, anh nhìn mặt mấy cái con này trông hai dụ lắm, nó không phải giống như kiểu là em có để ý không? Nếu như mấy cái con cây này nó mà lớn bằng nhau á thì tức là nó sẽ còn một con cây mẹ nữa, bởi vì con cây mẹ phải là con to nhất. Ồ, vậy có nghĩa là cái cây nhỏ nhỏ mà Simmy nuôi chính là cái con cây mẹ, là nó sẽ mà to. Mà mình chưa thấy nó đâu luôn. Vậy có nghĩa là nó mà to như vậy thì nó sẽ không thể nào sống trong làng được. Nó chỉ có thể sống ở khu đất trống mà thôi. Chạy ra khu đất trống, nhanh lên. Trời ơi trời. Ui mọi người, nó kìa, em nhìn thấy nó rồi, Trời ơi là trời, cái cây này. Ui Simmy kìa mọi người. Ui mọi người cứu em với. Trời ơi, cái cây yêu quái này, mày dám bắt cóc mèo Simmy hả? Mày láo rồi, trong tim tao, trong tim siêu nhân của bọn tao có ba thằng con trai, có mỗi một đứa con gái, mày dám bắt cóc hả mày? Giờ tao to như thế này rồi thì tao muốn bắt ai thì bắt. Cái cây ăn thịt người này mày nói gì cơ? Mày to như thế này. Ủa khoảng. Vậy đây, nó biết nói luôn vậy đây. Trời ơi, mấy cái cây này em biết không? Nó khôn lắm. Sau khi em nhìn ngày trước là nó ở trong cái cậu, bây giờ nó lớn lên rồi, nó không biết di chuyển nữa. Thì tất nhiên là cái việc nó biết đi nó còn làm được cái là việc biết nói. Trời ơi, ghê quá vậy. Đâu cây ơi, mày thử mày di chuyển tao coi. Di chuyển cái gì mà chuyển? Từ bé lớn chưa biết di chuyển lại gì. Ôi trời ơi, mày biết di chuyển, mày biết nói luôn, mày tao thắt mày múa quạt cho tao xem học. Trời ơi. Múa à? Múa đâu? Thấy vô. Nó biết múa quạt luôn anh ơi. Hai từ bọn mình đến đây. Nghiêm túc. Nghiêm túc. Nghiêm, bọn mình phải thật là nghiêm túc, bọn mình là siêu nhân mà. Ê, cái cây hạt người kia. Bây giờ mày có thả mèo Simmy đâu? Ê, việc gì ta phải thả, giờ ta to như thế này rồi, nhìn thấy không? Ai gặp ta cũng phải sợ, thì còn việc gì ta phải thả? À, không thả đúng không? Từ, có cây dừa ở đây nè, từ. Mình sẽ bứt cái cây dừa rồi.
Mày mà cái tính mày không thả mèo Simmy, tao lấy cây dừa tao gõ đầu mày không? Ôi trời ơi, sợ quá lại gõ, với được đấy đâu. Ê trời trời, cái cây này nó láo vậy thôi. Thôi bây giờ em nghĩ là anh em mình lấy vũ khí ra nào. Vũ khí của Đô đâu? Rồi ok, Đô có nè. Trên đâu? Ok rồi. Bây giờ anh em chúng ta, hỡi bộ ba siêu nhân phải giải cứu mèo Simmy thôi. Rồi ok, bây giờ ta sẽ tiêu diệt mày. Ủa mà khoan, từ trước khi đánh nhau thì mày cho tao hỏi là tại sao mày to dữ à? Trời ơi, ở trong cái làng này có đồ ăn gì ta ăn hết rồi còn đâu nữa. Trời. Cái gì? Mày ăn hết đồ ăn trong làng luôn. Vậy có nghĩa là cái bầy heo mà tao nuôi mày cũng ăn thịt bằng nó luôn phải không? Đúng rồi, mày chả hiểu sao thằng nào nuôi heo cái kiểu gì á, toàn máu nhớ mỡ không, ăn hơi ngây ngấy nhưng mà thôi cũng ăn tạm được. Trời ơi, trời tức quá. Ê, ê, sao mày chạy kìa? Thịt cái bánh hamburger mà tao để trên bàn bị mất cũng là mày ăn luôn à? Trời, cái bánh hamburger bé xíu ấy ăn được có bao nhiêu đâu, cả một cáp hết à? Không bao giờ làm bây giờ ăn hết quá rồi. Trời ơi là trời, hèn gì mấy bạn ơi. Mình nuôi bầy heo của mình, hóa ra cái cây ăn thịt người này chính là kẻ đã ăn thịt bầy heo của mình. Bầy heo con à, anh sẽ trả thù cho các em. Tức quá mà. Trả thù cho cái bánh hamburger. Trả thù cho cái bánh hamburger luôn. Bây giờ cái cây ăn thịt người. Làm gì vậy? Thấy gì không? Ủa nó phun ra gì? Thấy gì không? Này à, la là, thấy gì không? Thấy gì không? Trời ơi, bây giờ cái cây này nó biết phun lửa luôn bạn ơi, nó tiến hóa ghê quá à. Nó vừa biết nói, vừa biết đi mà còn vừa biết phun lửa nữa. Cái cây này nó tiến hóa ấy, bạn ơi. Vậy là không thể nào mà để cho nó sống được rồi. Anh em, rút qua, đứng ở tàu lâu gì, nó phun vô người, cái chết qua, rút qua. Le. Rút cái đầu mấy ông á, bọn mình là siêu nhân mà sợ cái cây hả? Ờ hả? Không có giác mà ông sợ gì ba. Mình có ông giác. Vô lại à. 3, 2, 1, vô. Mày vô hai cái. Trời ơi, cứu tôi với bạn ơi, cái cây này nó khỏe quá.